chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 28: Niềm vui lớn chân thật là gì? Cái gì là hưởng thụ chân thật, lạc thọ chân thật? Các vị chỉ cho rằng chính mình đạt được hưởng thụ năm dục sáu trần, hưởng thụ tài, sắc, danh, thực, thùy, cho rằng đây là chân thật. Kỳ thật, những thứ này không phải là hưởng thụ chân thật. Tài, sắc, danh, thực, thùy, Phật gọi là địa ngục, ngũ điều căn. Bạn ham thích những thứ hưởng thụ này thì bạn liền bị trói buộc ở trong năm điều cội gốc của địa ngục. Thử hỏi qua, bạn có thể hưởng thụ được mấy ngày? Quả khổ về sau không hề nghĩ tưởng ra được. Bạn có thể thấu hiểu được hay chăng? Thánh nhân, người có đại trí tuệ, người triệt để giác ngộ, các ngài nói với chúng ta, niềm vui chân thật là giúp đỡ người khác, lấy việc giúp người làm niềm vui. Chư Phật Bồ Tát làm ra cho chúng ta xem, tuyệt nhiên không phải là cố ý. Làm ra cái kiểu dáng cho chúng ta xem, các ngài đã chân thật làm. Chư Phật Bồ Tát chính mình đã trải qua đời sống rất thanh khổ, lấy việc giúp người làm niềm vui, đó là đại lạc, đại tự tại. Phàm phu chúng ta không thể quán sát ra được, không thấy được thọ dụng của Phật Bồ Tát, Thánh Hiền. Chỉ có thể thấy người thế gian hưởng phước, cái gọi là sống trong vinh hoa phú quý. Những người này chân thật có học vấn, chân thật có trí tuệ. Chúng ta không biết được đời sống của họ có niềm vui. Chúng ta học Phật, nếu chân thật muốn khai trí tuệ, thì phải tỉ mỉ mà đi quán sát hành nghi của chư Phật Bồ Tát, sâu sắc mà thể hội, bạn liền thể hội được đó là chân lạc. Niềm vui lớn chân thật là gì? Thân tâm tự tại, tâm địa thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Đây chính là niềm vui lớn. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện ở thế gian này, đời sống của ngài rất thanh khổ, ba y một bát, nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Đây chính là phúc báo, đạt đến cái tướng an vui cứu cánh viên mãn. Đời sống của Phật Bồ Tát thanh tịnh vô vi, tất cả tùy duyên. Chúng ta xem thấy rồi thì cho rằng ngày tháng này quá khổ rồi, chúng ta không dám sống như vậy. Niềm vui chân thật bạn không thể nào lý giải được, bạn không thể tiếp nhận, đương nhiên bạn cũng sẽ không đến học tập. Khác biệt của phàm, thánh, trí, ngu chính ngay là chỗ này. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.